chúng tôi luôn kể những câu chuyện với đồng nghiệp và đồng nghiệp để thuyết phục ai đó ủng hộ dự án của chúng tôi. Giải thích cho nhân viên về cách họ có thể cải thiện hoặc truyền cảm hứng cho một nhóm đang đối mặt với thách thức. Đó là một kỹ năng cần thiết. Nhưng điều gì tạo nên một câu chuyện hấp dẫn trong bối cảnh kinh doanh? Và làm thế nào để bạn có thể cải thiện khả năng kể những câu chuyện thuyết phục? Các chuyên gia nói gì trong thời đại bão hòa thông tin của chúng ta, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ không được lắng nghe trừ khi họ đang kể chuyện. Nick Morgan, tác giả của PowerQ, đồng thời là chủ tịch và người sáng lập của Public Ad, một công ty tư vấn truyền thông cho biết. Ông nói, các sự kiện và con số và tất cả những điều hợp lý mà chúng tôi nghĩ là quan trọng trong thế giới kinh doanh thực ra không hề in sâu vào tâm trí chúng tôi. Nhưng những câu chuyện tạo ra những ký ức dính bằng cách gắn cảm xúc với những điều xảy ra. Điều đó có nghĩa là những nhà lãnh đạo có thể tạo ra và chia sẻ những câu chuyện hay sẽ có lợi thế hơn hẳn những người khác. Và may mắn thay, mọi người đều có khả năng trở thành một người kể chuyện tốt hơn. Jonah Sack, giám đốc điều hành của Free Range Studio và là tác giả của Chiến thắng trong các cuộc chiến với câu chuyện, cho biết chúng tôi được lập trình thông qua sinh học tiến hóa của mình để vừa là người tiêu dùng vừa là người tạo ra câu chuyện. Nó chắc chắn có thể được dạy và học. Đây là cách sử dụng kể chuyện có lợi cho bạn. Bắt đầu bằng thông điệp. Mọi bài tập kể chuyện nên bắt đầu bằng cách hỏi khán giả của tôi là ai và thông điệp tôi muốn chia sẻ với họ là gì. Mỗi quyết định về câu chuyện của bạn nên xuất phát từ những câu hỏi đó. Sách nói rằng các nhà lãnh đạo nên hỏi. Đạo đức cốt lõi mà tôi đang cố gắng cấy ghép vào đội ngũ của mình là gì và làm thế nào tôi có thể tổng hợp điều đó thành một tuyên bố hấp dẫn. Ví dụ, nếu nhóm của bạn đang cư xử như thể thất bại không phải là một lựa chọn, bạn có thể quyết định truyền đi thông điệp rằng thất bại thực sự là ông tổ của thành công. Hoặc nếu bạn đang cố gắng thuyết phục các lãnh đạo cấp cao chấp nhận rủi ro bằng cách hỗ trợ dự án của mình, bạn có thể truyền đạt rằng hầu hết các công ty được xây dựng dựa trên việc nắm bắt cơ hội một cách thông minh. Đầu tiên hãy giải quyết thông điệp cuối cùng của bạn, thì bạn có thể tìm ra cách tốt nhất để minh họa nó. Khai thác kinh nghiệm của riêng bạn. Những người kể chuyện giỏi nhất nhìn vào ký ức và kinh nghiệm sống của chính họ để tìm cách minh họa thông điệp của họ. Những sự kiện nào trong cuộc sống khiến bạn tin tưởng vào ý tưởng mà bạn đang cố gắng chia sẻ? Sách nói, hãy nghĩ về khoảnh khắc mà thất bại của chính bạn dẫn đến thành công trong sự nghiệp của bạn hoặc một bài học mà cha mẹ hoặc người cố vấn đã truyền đạt. Bất kỳ điều nào trong số những điều này đều có thể là đầu vào cảm xúc thú vị cho một câu chuyện. Có thể có xu hướng không muốn chia sẻ những chi tiết cá nhân tại nơi làm việc. Nhưng những giai thoại minh họa cho cuộc đấu tranh, thất bại và những rào cản đã vượt qua là những gì khiến các nhà lãnh đạo trở nên chân thực và dễ tiếp cận. Morgan nói, điều quan trọng là bạn phải thể hiện sự dễ bị tổn thương của mình. Đừng biến mình thành anh hùng, điều đó đã nói, đừng biến mình thành ngôi sao trong câu chuyện của chính mình. Morgan nói, một câu chuyện về chiếc xe có tài xế riêng của bạn và hàng triệu lựa chọn trong kho sẽ không khiến nhân viên của bạn cảm động, Morgan nói. Bạn có thể là nhân vật trung tâm, nhưng trọng tâm cuối cùng phải là những người bạn biết, những bài học bạn đã học hoặc những sự kiện bạn đã chứng kiến. Và bất cứ khi nào có thể, bạn nên cố gắng biến khán giả hoặc nhân viên trở thành anh hùng, Morgan nói. Nó làm tăng mức độ tương tác của họ và mức độ sẵn sàng mua tin nhắn của bạn. Sách nói, một trong những lý do chính khiến chúng ta lắng nghe những câu chuyện là để tạo niềm tin sâu sắc hơn vào bản thân. Nhưng khi người kể chuyện nói về mức độ tuyệt vời của họ, khán giả sẽ tắt ngúm. Bạn càng tán dương các quyết định của chính mình thì khả năng khán giả của bạn sẽ kết nối với bạn và thông điệp của bạn càng ít. Làm nổi bật cuộc đấu tranh. Một câu chuyện không có thách thức đơn giản là không thú vị lắm. Morgan nói, những người kể chuyện giỏi hiểu rằng một câu chuyện cần có xung đột.
có một đối thủ cạnh tranh cần được tốt nhất, một thách thức thị trường cần phải vượt qua, một ngành công nghiệp chống lại sự thay đổi cần được chuyển đổi. Đừng ngại đề nghị, con đường phía trước sẽ khó khăn. Morgan nói, chúng tôi thực sự muốn được thông báo rằng nó sẽ khó khăn. Các nhà lãnh đạo thông minh nói với nhân viên, điều này sẽ khó khăn. Nhưng nếu tất cả chúng ta tập hợp lại và cố gắng ở đó, cuối cùng thì chúng ta sẽ đạt được điều gì đó tuyệt vời, sách nói. Mọi người sẽ trở thành đối tác của bạn trong sự thay đổi, bởi vì họ muốn trở thành một phần của cuộc hành trình. Giữ cho nó đơn giản, không phải mọi câu chuyện bạn kể đều phải là một sử thi đáng ngạc nhiên, phù hợp với vị trí của bạn. Một số câu chuyện thành công và đáng nhớ nhất là tương đối đơn giản và dễ hiểu. Đừng để những chi tiết không cần thiết làm giảm đi thông điệp cốt lõi của bạn. Làm việc theo nguyên tắc ít hơn là nhiều hơn, Morgan nói. Một trong những sai lầm lớn nhất mà bạn có thể mắc phải là đưa vào quá nhiều chi tiết không chính xác. Chẳng hạn, đừng nói cho khán giả biết đó là ngày nào trong tuần hoặc bạn đang đi giày gì nếu nó không dẫn dắt câu chuyện một cách nghệ thuật. Nhưng việc vận chuyển khán giả của bạn bằng một vài chi tiết thú vị. Đúng vị trí cảm nhận của bạn, biểu cảm trên khuôn mặt, khởi đầu khiêm tốn của một công ty hiện tại có thể giúp người nghe đắm chìm và truyền tải thông điệp của bạn. Nói, thực hành để tạo nên sự hoàn hảo kể chuyện là một hình thức nghệ thuật thực sự, đòi hỏi nỗ lực lặp đi lặp lại để đi đúng hướng. Thực hành với bạn bè, những người thân yêu và đồng nghiệp đáng tin cậy để trau dồi thông điệp của bạn thành một câu chuyện hiệu quả và hiệu quả nhất. Và hãy nhớ rằng phần thưởng có thể rất lớn. Sách nói, câu chuyện là công cụ lan truyền ban đầu. Một khi bạn kể một câu chuyện rất hấp dẫn, điều đầu tiên ai đó làm là nghĩ tôi có thể kể câu chuyện này cho ai. Vì vậy, nếu bạn dành thêm 3 phút để mã hóa giao tiếp của lãnh đạo trong một câu chuyện, bạn sẽ thấy lợi nhuận kéo dài hàng tháng và thậm chí có thể hàng năm. Các nguyên tắc cần nhớ làm. Cân nhắc khán giả của bạn, chọn một khuôn khổ và chi tiết sẽ gây được tiếng vang tốt nhất với người nghe của bạn. Xác định đạo đức hoặc thông điệp mà bạn muốn truyền đạt. Tìm cảm hứng trong trải nghiệm cuộc sống của bạn. Đừng, giả sử bạn không có kỹ năng kể chuyện, tất cả chúng ta đều có sẵn nó để kể những câu chuyện đáng nhớ. Hãy giao cho mình vai chính. Cho câu chuyện của bạn choáng ngợp với những chi tiết không cần thiết. Nghiên cứu điển hình số 1. Đưa xung đột vào để thúc đẩy và truyền cảm hứng cho Josh Lingner lo lắng rằng nhân viên của mình đang trở nên tự mãn. Sau đó là giám đốc điều hành của ePrice, một công ty xúc tiến tương tác có trụ sở tại Detroit. Lingner đã chứng kiến công ty của mình trở thành công ty dẫn đầu trong ngành xúc tiến trực tuyến gần như chỉ sau một đêm. Vào giữa những năm 2000, chúng tôi đã tăng trưởng gấp đôi và gấp ba mỗi năm, anh nói. Tôi lo lắng rằng chúng ta sẽ bắt đầu bám vào thành công trước đây thay vì tạo ra thành công mới. Và rằng khả năng sáng tạo của chúng ta sẽ giảm sút. Sự vĩ đại thường đạt được khi đối mặt với nghịch cảnh, anh nói, nhưng chúng tôi không có đối thủ cạnh tranh để chống lại. Vì vậy, anh ta đã bịa ra một kẻ thù giả. Tại một cuộc họp toàn công ty, anh ấy đứng lên và thông báo rằng có một đối thủ mới khét tiếng tên là Slider. Tôi đã nói với mọi người rằng họ lớn hơn chúng tôi, nhanh hơn chúng tôi và nhiều lợi nhuận hơn, anh nói. Các nhà đầu tư của họ đã có nhiều tiền hơn, dấu chân của họ tốt hơn và họ đang đổi mới với tốc độ mà tôi chưa từng thấy. Câu chuyện được chào đón bằng những tiếng cười khúc khích xung quanh phòng. Rõ ràng công ty là một mưu mẹo, nhưng ý tưởng này nhanh chóng được đưa vào văn hóa của ePrice. Các giám đốc điều hành tiếp tục củng cố câu chuyện của Slider bằng các thông cáo báo chí giả mạo về thu nhập hàng quý ấn tượng của đối thủ cạnh tranh hoặc nguồn vốn huy động và ngay sau đó thôi thúc. Muốn đối thủ tốt nhất trong tưởng tượng bắt đầu thúc đẩy hiệu suất được cải thiện. Lingner nói, nó truyền cảm hứng cho sự sáng tạo. Trong các phiên động não, chúng tôi đã sử dụng Slider làm lá chắn. Thay vì nói, được rồi, các bạn, chúng ta phải giảm thời gian sản xuất. Chúng ta sẽ làm chuyện đó như thế nào?
tôi sẽ nói, những người ở Slither chỉ cạo 2 ngày trong chu kỳ của họ. Bạn nghĩ họ đã làm như thế nào? Những tấm bảng trắng chứa đầy ý tưởng. Nghiên cứu điển hình thăng 2, cố định câu chuyện trong trải nghiệm cá nhân của bạn. Vin Molinaro, giám đốc điều hành hoạt động lãnh đạo tại Nightbridge Human Capital Solution, cố vấn nhân sự lớn nhất của Canada, nói với khách hàng rằng anh ấy biết chính xác khi nào hướng sự nghiệp của anh ấy trở thành trọng tâm. Đó là công việc đầu tiên của anh ấy sau khi tốt nghiệp đại học với một tổ chức giúp những người nghèo khó có thể đứng vững trở lại. Vin yêu nhiệm vụ nhưng nhận thấy bầu không khí không mấy tẻ nhạt. Mọi người đều chỉ trải qua những chuyển động, anh nói. Tôi nhớ mình đã nghĩ, đây phải không? Đây có phải là những gì làm việc trong thế giới thực là như thế không? Một quản lý cấp cao tên là Jinta cảm thấy rằng Vin muốn có tác động lớn hơn và đề nghị anh tham gia cùng một số đồng nghiệp có chung chí hướng trong một ủy ban để biến nơi làm việc của họ trở thành một môi trường tích cực hơn. Họ bắt đầu có những thay đổi nhỏ và thái độ của đồng nghiệp bắt đầu được cải thiện. Tôi đã tận mắt chứng kiến cách một người quản lý có thể thay đổi văn hóa của một nơi, anh nói. Sau đó, Jinta được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Khi vắng mặt cô, văn hóa công sở bắt đầu quay trở lại. Trong một lần đến thăm Jinta trong bệnh viện, Vin đã kể cho cô ấy nghe về những biến cố đáng thất vọng. Cô khiến anh bất ngờ với lời thú nhận. Do chưa bao giờ hút thuốc và gia đình không có tiền sử ung thư nên cô tin chắc rằng căn bệnh của mình là nguyên nhân trực tiếp của việc chịu đựng môi trường làm việc độc hại quá lâu. Ngay sau đó, Jinta gửi cho Vin một lá thư nói với anh rằng anh sẽ phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng trong suốt cuộc đời mình. Anh ta có thể cho phép thái độ tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến hành vi của mình hoặc theo đuổi các mục tiêu nghề nghiệp vì ý thức về thành tích cá nhân mà họ đưa ra. Trong lúc cần thiết, cô ấy đã liên hệ với tôi, anh nói. Cô ấy là một người cố vấn cho tôi mặc dù cô ấy không cần phải như vậy. 2 tuần sau, Jinta qua đời. Nhưng lá thư đã thay đổi cuộc đời của Vin. Truyền cảm hứng cho anh rời bỏ công việc của mình và bắt đầu kinh doanh tư vấn của riêng mình nhằm giúp mọi người trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn. Tôi đã thấy kiểu khí hậu và văn hóa mà một nhà lãnh đạo vĩ đại có thể tạo ra, anh nói. Trong 25 năm qua, tôi đã cố gắng thi đua điều đó. Anh ấy vẫn còn giữ lá thư của Jinta. Khi lần đầu tiên Vin bắt đầu chia sẻ câu chuyện này với các khách hàng lãnh đạo của mình, anh ấy đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của họ. Có một mối liên hệ giữa họ với tôi. Điều đó thực sự gây ngạc nhiên, anh ấy nói. Nó giống như họ đã bắt tôi theo những cách mà tôi không thể trực tiếp giao tiếp. Nó cũng khiến họ suy nghĩ về câu chuyện của chính họ và những nhà lãnh đạo đã ảnh hưởng đến họ. Trong trường hợp của tôi, đó là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Đôi khi đó là những điều thực sự tồi tệ mà bạn học hỏi được rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, anh ấy nói. Sức mạnh đến từ việc chia sẻ câu chuyện của bạn với những người bạn dẫn dắt để họ hiểu rõ hơn điều gì thúc đẩy bạn. Những thông tin chú ý khác. Chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.